Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Ảnh hưởng siêu bão Yagi, Hà Nội mưa dông lớn, cây đổ ngã làm 3 người thương vong. Phát hiện quần thể thông tre lá dài tại độ tuổi có thể lên đến 500 năm. Người dân Lai Châu có thu nhập ổn định nhờ trồng chanh dây. Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính. Kẹo dừa của Việt Nam lọt vào danh sách bánh kẹo ngon nhất thế giới. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều qua, bão số 3 Yagi có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành khu vực miền Bắc, nhiều nơi mưa lớn xối xả. Ghi nhận tại Hà Nội, do hoàn lưu trước bão, nhiều khu vực có mưa dông lớn khiến cho cây xanh gãy đổ, đè lên phương tiện làm một người tử vong, hai người bị thương. Chiều qua, cơn mưa dông kéo dài với lưu lượng mưa lớn, gió thổi mạnh, nhiều người đi đường phải tìm chỗ trú. Tại khu vực nút giao phố Hàng Cá, Chả Cá, quận Hoàng Kiếm, một cây xanh bị đổ đè trúng xe điện khiến một người bị thương. Trên phố Nguyễn Xuân Linh, quận gió mạnh cũng đã quật cây xanh máy lưu thông. 70 qua trung TT5 Triều Thanh Trì Hà Nội, một cây xanh lớn đổ ngang đường khi không bị ủng bộ. Cảnh sát giao thông bộ số mặt để phối hợp phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, khoảng hơn 15 giờ chiều qua, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, do mưa to gió lớn, một cây phượng bật gốc đè trúng vào xe máy do người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ. Dù việc khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người lái xe máy bị thương nặng ở vùng đầu, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Theo chuyên gia khí tượng, bão số 3 có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm đi vào Biển Đông ngày 2 tháng 9 là cấp 8. Chỉ hơn 2 ngày sau, bão đã mạnh thêm 8 cấp, đạt cấp siêu bão và duy trì cấp siêu bão đến nay. Và trước những diễn biến khó lường của bão số 3, người dân và các địa phương không được chủ quan, cần chủ động các phương án phòng chống và ứng phó với bão để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Ghi nhận tại Nghệ An, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cần thiết, không để bị động bất ngờ khi ứng phó với bão. Cùng với ứng trực tối đa quân số, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 3 và hoàn lưu bão có thể xảy ra. Ứng phó với bão số 3 thì trước tiên thì lực lượng biên phòng là kêu gọi để các cái tàu thuyền biết và thông báo cho các tàu thuyền biết để tránh thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Rồi thông báo cho các tàu thuyền mà khi có lệnh cấm biển để mà di chuyển về các cái cảng cá để vào neo đậu an toàn. Cùng với tuyến biển, các đơn vị biên phòng tuyến núi cũng đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với mưa lũ có thể xảy ra sau bão. Các đơn vị đã cử lực lượng bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, tổ chức kiểm tra, cắm biển báo ở các địa điểm có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Trong cái địa bàn của đồn quản lý xã Mộc Tiết Sông Ải thì thường xuyên mưa lớn và xảy ra cái nguy cơ sạt lở rất cao, đặc biệt là ở bản Sốp Tiếp, xã Mộc Tiếp. Đồn đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã Mộc Tiếp và người dân ở bản Sốp Tiếp là cắm biển bảng và tiến hành thông báo cho người dân. Đã tổ chức bắn pháo hiệu ở các cái điểm, các cửa sông, cửa lạch và tăng cường các kiểm soát ở cửa sông, cửa lạch, thực hiện cái lệnh cấm biển của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Nghệ An. Dự báo thì có thể là sau cái hoàn lưu bão thì Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung có thể mưa to. Trước diễn biến của bão số 3, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, nhà máy thủy điện Bản Dẻ, thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông cũng tiến hành điều tiết xả nước, cắt giảm lũ cho hạ du. Do ảnh hưởng bão số 3, 4 sân bay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã tạm dừng hoạt động trong hôm nay để tránh bão. Và ngành đường sắt cũng thông báo dừng chạy nhiều đoàn tàu trong các ngày từ hôm nay cho đến ngày 12 tháng 9.
trên biển để đảm bảo an toàn, tuyến vận tải thủy Sa Kỳ Lý Sơn cũng đã tạm dừng hoạt động từ hôm qua. Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tạm dừng hoạt động tất cả các chuyến tàu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn và ngược lại. Khách đã mua vé trước sẽ được trả lại tiền vé hoặc dời vé sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại sau bão. Việc nối lại hoạt động tuyến giao thông này sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Ngoài ra, tuyến giao thông thủy nội địa từ đảo lớn đi đảo bé trên huyện đảo Lý Sơn cũng tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ thông tin, đơn vị vừa phát hiện một quần thể thông tre lá dài, che cổ quan giả và cây lệ dương trong khi tiến hành điều tra rừng tại Quảng Trị. Những loài cây vừa được phát hiện ở vùng rừng có độ cao hơn 1.000 mét, được đánh giá có ý nghĩa cho khoa học bảo tồn và sinh kế địa phương. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ cho biết, quá trình điều đo đếm căn tự nhiên 1 hecta tại thôn Chinh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, đoàn phát hiện quần thể khoảng 20 hecta cây thông tre lá dài, có cây đường kính lên đến 90 cm. Thông dài là loài sinh trưởng rất chậm, với những cây đường kính 90 cm chừng độ tuổi có thể lên đến 500 năm tuổi. Ở vùng rừng có độ cao hơn 1.000 mét, đoàn phát hiện quần thể cây lệ dương. Loài cây này không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn được biết đến là cây dược liệu quý, chủ yếu phân bổ ở Tây Bắc Việt Nam. Cùng với đó, đoàn cũng phát hiện quần thể khoảng 500 cá thể chè cổ quan giả trên diện tích khoảng 20 hecta. Người dân địa phương cho biết thường lên rừng hái loại chè này về sử dụng và án chừng cây có tuổi đời khoảng 100 năm. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, những năm gần đây thì ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tập trung phát triển cây trồng chanh dây hay còn gọi là chanh leo thành cây trồng mũi nhọn theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Và cây chanh dây thì không chỉ hứa hẹn là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là cây làm giàu cho người nông dân một cách bền vững. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Gia đình chị Tăng Thị Hạnh là một trong 5 hộ tham gia trồng chanh dây theo mô hình liên kết đầu tiên của bản đội 4, xã Hồ Thầu với 3.000 m2. Sau 2 năm thu hái, mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng. Với hiệu quả kinh tế mang lại, chị đã mở rộng diện tích cây chanh dây lên trên 2 hecta và tích cực chăm sóc để có thu nhập cao hơn trong thời gian tới. Tôi thấy cây chanh leo này là thực tiễn là chúng tôi như này. Làm thì bác giàn một lần nhưng mà trồng được rất nhiều lần. Mà thứ hai là cái cây chanh leo này rất phát triển, mà thu hoạch thì chúng tôi có thu hoạch được từ tháng 4 đến tháng 6. Có nhà thì thu được tới tháng 6 xong đến tháng 8, thu đến tháng 12. Cho nên là cây chanh leo này tôi cảm thấy là thu quanh năm. Theo đánh giá, cây chanh dây sẽ cho thu hoạch liên tục trong thời gian từ 3 đến 4 năm, với năng suất bình quân đạt từ 30 đến 40 tấn một hecta. Sau khi thu hoạch trái, các công ty liên doanh, liên kết đều đảm bảo thu mua hết cho bà con nông dân tại ruộng. Giá chanh leo ở trên địa bàn cũng khá ổn định và diện tích triển khai thì hàng năm là đều được tăng lên. Bà con là cũng hưởng ứng đăng ký và đến nay thì cái hiệu quả của cái chanh leo cũng đã mang lại một cái hiệu quả nhất định, góp phần là tăng thu nhập cho bà con và giảm nghèo ở trên địa bàn huyện. Với hiệu quả cây chanh dây mang lại, huyện Tam Đường đang tiếp tục định hướng cho người dân quan tâm phát triển cây trồng này, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Truy tìm đối tượng cướp giật 450 tờ vé số của cụ bà ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính. Kẹo dừa của Việt Nam lọt vào danh sách bánh kẹo ngon nhất thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Nguy cơ cháy nổ nhà ở, cơ sở kinh doanh vẫn luôn tiềm ẩn, người dân cần hết sức đề phòng. Tại Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một ngôi nhà gỗ 5 gian bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Ngọn lửa bùng phát trong ngôi nhà gỗ 2 tầng ở xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán rồi cùng nhau di dời đồ đạc ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên việc khống chế gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt triển khai lực lượng dập tắt ngọn lửa. Theo lãnh đạo địa phương, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Ước tính sơ bộ vụ cháy gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng công an phường Thành Công truy tìm đối tượng giật 450 tờ vé số của một cụ bà. Hành vi cướp giật táo tợn của đối tượng khiến cho nhiều người chứng kiến vụ việc không khỏi bức xúc. Theo cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 9, một nam thanh niên dừng xe máy gần chỗ một cụ bà khoảng 80 tuổi, đứng bán vé số bên đường Y-Rút, phường Thành Công. Quan sát một lúc thấy không ai để ý, người này đã giật tập vé số 450 tờ trên tay cụ bà rồi phóng xe bỏ chạy. Trong lúc cố giữ lại tập vé số, cụ bà đã bị té ngã xuống đường. Hành vi cướp giật vé số của nam thanh niên đã bị camera an ninh xung quanh quay lại. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thành Công, cụ bà trú ở xã Cư Ebua thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Không chỉ tội phạm cướp giật tài sản mà thời gian vừa qua, tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi khiến cho nhiều nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Tại tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an vừa đấu tranh triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính, bước đầu làm rõ số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là trên 10 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Phạm Anh Trường, sinh năm 1992, trú tỉnh Hà Nam. Đối tượng này từng làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ năm 2023 đến đầu năm nay, Trường đã thành công lập các công ty ma và hoạt động tại Campuchia, thuê gần 30 người sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online. Nhân viên làm việc được trả lương hàng tháng số tiền từ 10% đến 20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được. Từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện, mời nhiều người tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt. Sau thời gian điều tra xác minh, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Anh Trường, Trần Trung Kiên, sinh năm 1993, cùng trú tỉnh Hà Nam, và Phạm Việt Anh, sinh năm 1997, trú thành phố Hải Phòng, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại di động và tài liệu có liên quan. Thưa quý vị, An Giang có tuyến biên giới dài khoảng 100 km tiếp giáp với Campuchia, và đến hẹn lại lên khi mùa nước nổi tràn về cũng là lúc các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng lậu qua biên giới. Và trước tình hình buôn lậu có dấu hiệu gia tăng, lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt địa bàn. Lợi dụng con nước tràn đồng, địa hình biên giới phức tạp có nhiều đường mòn, đường tắt, kênh rạch, các đối tượng đã lén lút vận chuyển, mang giác hoặc sử dụng vỏ lãi để vận chuyển hàng lậu số lượng lớn vào Việt Nam. Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu là tổ chức cho người canh coi đường, lợi dụng sơ hở, các đối tượng sẽ thông báo cho nhau để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đưa vào nội địa tiêu thụ. Từ đầu năm 2024 đến nay, thì chúng ta đã phối hợp với các lực lượng cũng như là độc lập tiến hành bắt giữ 37 vụ trên tổng số 24 đối tượng, trong đấy là có 4 vụ có chủ. Tổng giá trị của hàng hóa đạt khoảng 500 triệu đồng. Thì trong đó đặc biệt nổi lên là chúng ta bắt có 2 vụ vận chuyển ma túy, tàng trữ ma túy trên địa bàn. Theo dự báo, nước lũ năm nay sẽ dâng cao, hiện đã tràn đồng. Lợi dụng mùa nước nổi, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới tỉnh An Giang diễn biến phức tạp hơn vào thời điểm này. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, thì ngoài các cái tổ chốt trên biên giới, khi được giao nhiệm vụ đi tuần cũng như là đi tuần tra mật phục và tham gia cái tổ lưu động, kiểm soát lưu động ở trên biên giới, các đồng chí phải nhanh chóng chuẩn bị tác phong cho nó đảm bảo để ý thức địch tình cao trong quá trình cơ động, đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tăng cường phối hợp với các lực lượng để cùng nhau phối hợp trong quá trình ngăn chặn, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và buôn lậu trên biên giới.
Để chủ động kiểm soát tình hình, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thường xuyên chỉ đạo các đơn vị biên phòng trong tỉnh phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động quản lý bảo vệ biên giới. Cùng với đó, xử lý nghiêm để ngăn chặn triệt để hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa hàng cấm qua biên giới. Do vậy, tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua cơ bản được kiềm chế, kiểm soát tốt, không để xảy ra điểm nóng về buôn bán vận chuyển hàng lậu trên địa bàn biên giới. Thưa quý vị và các bạn, là xứ sở của những vườn dừa xanh mát cho nên là Bến Tre có rất là nhiều món ăn độc đáo được làm từ dừa. Và chỉ cần một lần thưởng thức thôi thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy ấn tượng khó quên. Và mới đây thì chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Thai Atlas cũng đã vừa công bố danh sách 70 loại bánh kẹo ngon nhất thế giới, trong đó thì có kẹo dừa Bến Tre. Xếp hạng 26 với 3,5 sao, kẹo dừa được Thai Atlas mô tả là một loại kẹo truyền thống của Việt Nam, có nguồn gốc từ tỉnh Bến Tre, nơi nổi tiếng với những trái dừa thơm ngon. Hỗn hợp gồm cùi dừa nạo, nước cốt dừa, kem dừa, đường và siro mạch nha được những người thợ cho vào chảo lớn khuấy liên tục cho đến khi chuyển màu caramel và đặt lại. Sau đó hỗn hợp được cho vào khuôn để nguội và cắt thành hình chữ nhật, gói trong giấy gạo để chống dính, rồi lại gói trong giấy thường đã ngâm trong dầu. Chuyên trang nổi tiếng viết về quy trình làm kẹo dừa. Ngày nay, bên cạnh loại truyền thống, kẹo dừa có nhiều biến thể với nhiều hương vị lạ miệng hơn như đậu phụng rang, lá dứa hoặc sầu riêng. Theo một số tài liệu ghi lại, kẹo dừa xuất hiện từ năm 1810, có nguồn gốc tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ban đầu bà con trong vùng gọi đây là kẹo Mỏ Cày. Theo thời gian, nhiều người điều chỉnh cách chế biến và cho ra đời hương vị như ngày nay. Kẹo dừa rất mềm và dai, hương vị của kẹo thể hiện rõ khẩu vị ăn uống của người miền Tây, đó là vị ngọt sắc và thơm mùi dừa. Khi ăn, kẹo sẽ tan dần trong miệng. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc là tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.